Em chào anh ạ. Úi giời, sao nhìn mặt anh buồn thế? À, anh vừa bị nói là vô ý thức vì mở điện thoại để loa ngoài lớn quá, nên giờ phải mua tai nghe thôi. Nhưng khổ nổi tai nghe giờ giá cao quá, nên anh buồn. Úi giời, lo gì anh ơi, em cũng mua cái tai nghe này, giá bao rẻ, chỉ hơn 100.000 à. Rẻ à, rẻ thì nghe chán lắm. Úi giời, ông anh lúa quá, giờ tai nghe họ cải tiến lắm rồi, âm thanh hi-fi 3D, bass siêu trầm, rất chất nhé. Tai nghe Bluetooth M10, phù hợp với tất cả các loại điện thoại. Hộp có 5 chấm hút nắp cực chắc, không lo vấn đề rơi mất tai nghe. Có 4 bộ núm điều chỉnh lỗ tai nghe. Thời gian sử dụng 6 giờ, dung lượng pin đóc sạc lớn. Thế kết nối có nhạy không? Kết nối rất tốt với Bluetooth 5.1, khoảng cách kết nối 10m, thời gian nghe nhạc 6 giờ, thời gian đàm thoại 8 giờ, thời gian chờ 10 giờ, thời gian sạc 70 phút. Thế nút bấm ở đâu? Úi giời ông anh ơi, giờ người ta làm cảm ứng hết rồi, rất mượt luôn. Đầy đủ chức năng. Phát dừng nhạc, tăng giảm âm lượng, tiến lùi bài, nghe điện thoại. Thao tác dễ dàng, có thể nghe độc lập tường tai. Ngoài ra còn có chức năng chống nước IP7, có cổng sạc dự phòng chữa cháy khi đi du lịch. Đúng là ngon bổ rẻ. Sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Hãy cậu một cái về dùng anh nhé. Em thấy shop đang xếp giảm giá, có link bên dưới ạ.